Bà ơi, tới bà đấy. Bà chào các cháu nhá. Chưa hát thầy. Em ra là em ra là. Hôm nay thì em muốn hóa thân thành bà của em, bởi vì là kiểu gì là bà cũng sẽ xem. Cho nên là em muốn nói với mọi người, muốn kể với mọi người là bà là người cũng đã gắn bó với em từ những ngày em còn bé cho đến tận bây giờ. Bây giờ là về em vẫn ngủ với bà. Và từ ngày nhỏ đến giờ em vẫn ngủ với bà. Và bà thường là chăm cho em và bao che cho em nhiều cái và cũng giúp đỡ em rất là nhiều. Chính vì thế mà ngày hôm nay thì em cũng muốn hóa trang thành bà để cho bà thấy ở nhà bà vui. Bà thấy là cháu của bà cũng giống bà đấy nhỉ. Bởi vì là bà em là hơn em 60 tuổi, là em là mậu thìn, bà em cũng là mậu thìn luôn. Đấy, và một cái nữa đó là không chỉ là em hóa thân thành bà nội mà là một chút bà ngoại ở đây. Là bà ngoại em, là cái đầu này là của bà ngoại em này. Đấy, thì thực ra là nếu mà một bà thì không ấy lắm, cho nên là em muốn mang cả thêm bà ngoại nữa. Cho nên là bà ngoại có xem thì bà con cũng muốn gửi lời yêu thương đến cả bà nội lẫn bà ngoại. Con yêu hai bà rất nhiều ạ. Dạ. Em cảm ơn cả nhà. Bà cảm ơn các cháu nhá. Dạ. Bà ơi, bà nhớ bật tivi nha để xem con hóa trang thành bà như thế nào nhá. Xin chào tất cả các chị đẹp. Do từ nhỏ là em không có sống với gia đình, em đi ra sống độc lập rất là sớm. Nên là bạn bè, ekip và đồng nghiệp họ thương và ở cạnh em, và dần là họ trở thành gia đình của em. Và họ ảnh hưởng tới cuộc sống em rất là nhiều. Nên giống như là anh Isaac, anh Kelvin đã ở cạnh em mười mấy năm. Nên em quyết định chọn một trong những đàn anh đàn chị, người bạn ở bên cạnh em để em hóa trang ngày hôm nay, để nhân gửi một lời cảm ơn tới chị. Đó là chị Tóc Tiên. Chắc không giống lắm đâu mà em cố gắng hết sức ạ. Đúng. Dạ. Dạ. Và em chọn chị Tóc Tiên bởi vì em nghĩ đây là hình tượng người phụ nữ rất là hợp cho cái chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Để Sống của chị em chúng mình. Nên là chị em xin phép hết cho anh chị Tiên ạ. Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sống 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quanh Show và ứng dụng Onlala, thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.